Ronaldo ghi 65 hat-trick, gừng càng già càng cay, Messi hít khói. Ronaldo vừa ghi hat-trick thứ 65 trong sự nghiệp của mình để giúp Al Nassr giành chiến thắng hủy diệt 8-0 trên sân của Abha ở vòng 26 Saudi Pro League. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 3 bàn và cung cấp 2 đường kiến tạo chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên của trận đấu. Chỉ 4 ngày trước đó, CR7 cũng có 3 pha lập công trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Ante. Sau khi lập hat-trick liên tiếp ở Saudi Pro League, cầu thủ 39 tuổi đã chia sẻ lên trang Instagram cá nhân 3 bức ảnh về trận đấu kèm theo dòng chú thích ngắn gọn: "Chúng tôi không hề chậm lại". Ronaldo hiện có nhiều cú hat-trick hơn đại kình địch Lionel Messi, khi Messi chỉ đang có 57 cú hat-trick. Đáng chú ý, 35 trong số 65 hat-trick của siêu sao người Bồ Đào Nha ghi được kể từ khi anh bước sang tuổi 30. Cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Ronaldo đến vào tháng 1 năm 2008 khi anh tỏa sáng giúp MU vùi dập Newcastle 6-0 ở ngoại hạng Anh. CR7 còn ghi thêm 2 hat-trick nữa cho đội chủ sân Old Trafford. Ronaldo cũng có 3 hat-trick trong màu áo Juventus và hiện có 5 hat-trick cho Al Nassr. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, CR7 đã có 10 hat-trick cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, phần lớn các hat-trick của Ronaldo ghi được khi anh còn chơi cho Real Madrid. CR7 đã lập tới 44 hat-trick cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trong đó có 3 lần làm được trong trận derby Madrid trước Atletico Madrid. Chỉ một lần Ronaldo lập hat-trick và không giành chiến thắng. Điều đó xảy ra tại World Cup 2018 trong trận hòa 3-3 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha. Ngoài ra, CR7 còn có 11 lần ghi hơn 3 bàn trong một trận đấu, trong đó có 2 lần ghi 5 bàn cho Real Madrid. Nếu không tính bàn thắng từ chấm phạt đền thì Ronaldo vẫn có 36 hat-trick trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Tính đến hiện tại, tổng số bàn thắng Ronaldo ghi được trong sự nghiệp của mình ở mọi cấp độ là 885 bàn, gần đạt mốc 900 bàn thắng. Trong khi đó, đại kình địch Messi đã ghi được tổng cộng 826 bàn thắng cho đến thời điểm này. Ronaldo và đồng đội sẽ gặp Đan Mạch trong trận đấu sân khách khác ở vòng 27 Saudi Pro League vào cuối tuần này. Bất chấp CR7 có màn trình diễn ấn tượng, cơ hội vô địch mùa này của Al Nassr là cực kỳ mong manh khi họ hiện đang kém đội dẫn đầu Al Hilal của Neymar tới 12 điểm.